chào các đồng chí và các bạn. Rất vui được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương mục Quốc phòng toàn dân kỳ thứ tư của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Sơn, phối hợp với Đài Truyền thanh huyện thực hiện. Sau bản tin chính là nội dung phóng sự tổ chức quốc luyện lực lượng dân quân của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Sơn. Ngay sau đây, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi các hoạt động chính của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Sơn trong 2 tuần vừa qua. Ban Chỉ huy Quân sự Quyền Thoại Sơn vừa tổ chức buổi sinh hoạt thông tin thời sự tuyên truyền các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2021. Buổi sinh hoạt đã kịp thời thông tin các nội dung thời sự quốc tế, khu vực và trong nước nổi bật trong thời gian gần đây và ôn lại truyền thống các sự kiện quan trọng như Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021. Kỷ niệm 135 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954. Kỷ niệm 75 năm ngành tuyên quấn quân đội 11 tháng 5 năm 1946. Thông báo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và tình hình phát triển kinh tế của địa phương, quán triệt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong thời gian tới, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, phòng chống âm mưu thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn các ngày lễ Tết và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quyền. Qua buổi sinh hoạt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong tiếp cận thông tin, đấu tranh với các quan điểm sai trái, mất cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch. Vừa qua, lực lượng dân quân xã Vĩnh Phú phối hợp với lực lượng công an các ban ngành đoàn thể xã tiến hành xây dựng 25 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo cận nghèo hộ khó khăn trong xã. Mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích 32m2 trở lên với kết cấu cột sắt, thép, máy lập tôn trị giá 46 triệu đồng mỗi căn. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thoại Sơn hỗ trợ mỗi căn 20 triệu đồng, phần còn lại sẽ dẫn động mạnh thường quân và gia đình đóng góp thêm. Tổng số tiền xây dựng 25 căn nhà là 1 tỷ 150 triệu đồng. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các chiến sĩ dẫn hàng hái hỗ trợ, giúp đỡ bà con xây dựng nhà. Hành động thiết thực cụ thể đó đã góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết dân quân ngày càng kháng khích bền chặt. Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay Quang Hiệp đang có mặt tại thao trường huấn luyện chiến sĩ dân quân cơ động chiến đấu của các xã thị trấn năm 2021. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào thời điểm này, dưới cái nắng gay gắt của tháng 4, các chiến sĩ vẫn luyện tập hăng sai nghiêm túc. Và ngay sau đây, mời các đồng chí và các bạn theo dõi công tác huấn luyện của ban chỉ huy quân sự huyện Thọ Sơn xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc chất lượng. Từ đầu năm, đảng ủy ban chỉ huy quân sự quyền đã chuẩn bị kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Theo đó, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng bộ phận xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị thao trường, bãi tập, kiểm tra mô hình học cụ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy định. À, để bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ dân quân cơ động năm 2021, ban chỉ huy quân sự huyện đã có bước chủ động trong công tác chuẩn bị bước vào trước khi huấn luyện thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau. Một là xây dựng kế hoạch khảo sát các khu vực huấn luyện tại các cụm theo nội dung chương trình đã quy định. Hai là tổ chức quán triệt và triển khai kế hoạch huấn luyện dân quân cơ động năm 2021 của ban chỉ huy quân sự huyện cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị thực hiện đúng theo quy định. Ba là xây dựng kế hoạch phân công cán bộ quân sự huyện và một số chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng các xã thị trấn trong cụm để thực hiện đảm nhiệm nội dung huấn luyện theo kế hoạch chương trình đề ra. Bốn là cán bộ tiến hành nghiên cứu tài liệu biên soạn giáo án kế hoạch thông qua thực hiện tổ chức là thông qua theo bảo đảm đúng nội dung là chương trình quy định mục đích để thống nhất nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện cho cán bộ trước khi bước vào là huấn luyện của các cụm năm là triển khai các cụm trưởng làm tốt mọi công tác chuẩn bị như bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập thực hiện theo kế hoạch huấn luyện cụm đề ra sáu là công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật như bảo đảm à, ăn ở sinh hoạt của lực lượng huấn luyện dân quân cơ động theo nội dung chương trình kế hoạch. Từ đầu tháng 3, cán bộ chiến sĩ bước vào mùa huấn luyện trong các vụ huấn luyện, lực lượng dân quân thể hiện sự quyết tâm, tập luyện hăng sai với các bài huấn luyện, bắn súng, ném lựu đạn, sơ cứu vết thương, những động tác cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí, đồng thời tích cực đổi mới phương pháp nội dung phù hợp với từng đối tượng. Lực lượng dân quân cơ động năm thứ hai tham gia huấn luyện về cái trình độ và độ tuổi còn trên lệch chưa đồng đều. Từ đó bản thân nghiên cứu quán triệt các cái văn bản chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên tổ chức biên soạn giáo án, nắm chắc các cái nội dung huấn luyện, huấn luyện đúng đủ nội dung theo chương trình huấn luyện của từng đối tượng đã được cấp trên phê duyệt. Thì tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, sát với thực tế, huấn luyện từ thấp đến cao, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, lấy thực hành làm chính, nhằm mục đích là sau khi kết thúc huấn luyện 12 ngày, từng chiến sĩ lực lượng dân quân cơ động năm thứ hai nắm chắc được các cái nội dung về giáo dục chính trị, hậu càng kỹ thuật quân sự chung thành thạo các tư thế động tác về kỹ chiến thuật và điều lệnh làm cơ sở cho quá trình học tập và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và chiến đấu sau này trong chương trình huấn luyện chú trọng huấn luyện giáo dục chính trị với nội dung như chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng đảng cộng sản Việt Nam quán triệt quan điểm của đảng về đối tác đối tượng của cách mạng Việt Nam đường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta hiện nay. Giang quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Giang quân làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. Để có được kết quả cao trong huấn luyện đơn vị đã tiến hành đồng bộ hiệu quả những biện pháp trong lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện. Bảo đảm nâng cao chất lượng huấn luyện trong cái thời gian tới đảng quỹ ban chỉ huy quân sự huyện đã lãnh đạo và triển khai trên tất cả các mặt nhằm mục đích để bảo đảm cho cái nhiệm vụ yêu cầu huấn luyện trong cái tình hình hiện nay đó là một làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu hai là tăng cường kiểm tra kịp thời và khắc phục những mặt thiếu sót hạn chế của các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ba là huấn luyện phải thật sự thực tế đáp ứng với yêu cầu sát với cái tình hình địa hình của khu vực địa phương bốn là bảo đảm trong quá trình huấn luyện vận dụng các nguyên tắc quan điểm mối kết hợp vào trong quá trình huấn luyện năm là kết hợp huấn luyện với nâng cao chất lượng xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện và đồng thời thực hiện tốt lễ tiết tác phong quân nhân xưng hô chào hỏi ghen luyện tổ chức kỷ lực và chấp hành nghiêm pháp lực của nhà nước và kỷ lực của quân đội đặc biệt nhất là bảo đảm về an toàn khi tham gia giao thông đây là đợt huấn luyện nhằm xây dựng lực lượng dân quân cơ động có chất lượng cao, có trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu giành thắng lợi trong mọi tình huống để xứng đáng là lực lượng bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, vừa là tiền đề vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quyền, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục hôm nay mến chào và hẹn gặp lại các đồng chí trong những kỳ tiếp theo